chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Đặng Luân bị phạt vì trốn thuế. Theo CCTV ngày 15 tháng 3, Cục Thuế thành phố Thượng Hải điều tra Đặng Luân. Xác định anh khai gian về các mức thu nhập trong năm 2019 năm 2020. Trốn khoản tiền hơn 47,6 triệu nhân dân tệ, 7,5 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra anh còn nộp thiếu khoản thuế thu nhập cá nhân gần 14 triệu nhân dân tệ, 2,2 triệu đô la Mỹ. Nam diễn viên bị phạt tổng cộng hơn 100 triệu nhân dân tệ, 15,7 triệu đô la Mỹ. Đặng Luân đã giao nộp hơn 44 triệu nhân dân tệ, 6,9 triệu đô la Mỹ. Đại diện Cục Thuế Thượng Hải cho biết phát hiện Đặng Luân có biểu hiện gian lận từ năm ngoái và đã nhắc nhở anh, nhưng phía nam diễn viên không tự giác nộp đủ. Thời gian tới, cơ quan thuế tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra việc nộp thuế trong lĩnh vực giải trí. Giới chức sẽ xử lý nghiêm những công ty quản lý, người quản lý công ty môi giới hỗ trợ nghệ sĩ khai gian thu nhập. Đặng Luân sinh năm 1992, đóng phim 10 năm qua, nổi tiếng với các tác phẩm như Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương, Hoan Lạc Phượng 2, Hương Mật Tựa Khói Sương, Lê Hấp Đường Phèn. Anh còn 4 phim truyền hình, điện ảnh chưa ra mắt. Từ năm ngoái đến nay, Trung Quốc chỉnh đốn các vấn nạn ở làng giải trí gồm nghệ sĩ trốn thuế, nhận thù lao cao quá mức quy định, văn hóa fandom, hội nhóm người hâm mộ không lành mạnh, sao lưu lượng nghệ sĩ có lượng fan lớn, vi phạm pháp luật. Một số minh tinh hàng đầu gốc Hoa từng bị phạt trốn thuế, trong đó có Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng. Băng Băng chưa thể trở lại đóng phim ở Trung Quốc từ khi vướng bê bối năm 2018. Trong khi Trịnh Sảng bị xếp vào danh sách nghệ sĩ bê bối, không được phép tái xuất ở làng giải trí.